Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề cấy bề mặt baby face. Trong thời gian gần đây chúng ta thấy một cái hiện tượng người ta rất đề cập đến gương mặt baby face, tức là gương mặt trẻ rất là dễ thương, nó hồng hào, mịn màng và nó không hốc hác. Thì thực sự trước đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta lão hóa hoặc là một số người sinh ra tự nhiên khuôn mặt mình nó gầy, nó hốc hác. Ví dụ như hai cái má nó hốc, cái thái dương nó bị lõm, cái rãnh mũi má nó sâu. Thì hiện tại người ta dùng một phương pháp là cấy mỡ mặt baby face bằng tế bào gốc mỡ tự thân. Chúng ta dùng mỡ tự thân mình ở vùng mỡ thừa, ở vùng bụng, vùng đùi hoặc mông. Chúng ta lấy, chúng ta chiết lọc, trong đó có mỡ và tế bào gốc. Chúng ta cấy vào những vùng nội lõm trên cơ thể, vùng mặt. Ví dụ, mặt mình có những vùng nội lõm, ví dụ chúng ta thấy gương mặt đây, chúng ta thấy sao? Cái vùng má rất là hốc, đúng không? Trán, hai thái dương hơi hốc, bên này hốc nhiều hôm nay và cái trán nó mực mịn, da đặc mịn. Vì vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ cấy mở mặt toàn bộ. Ví dụ chúng ta thấy một gương mặt này, mặt mít này nó hơi lõm, hơi hốc. Và hai vùng má hai bên chúng ta thấy hơi hốc không? Sau khi chúng ta cấy vào, gương mặt rất là căng cứng, đẹp. Trước đây người ta kêu dùng chất filler có làm đầy được không? Chất filler làm đầy được, nhưng chúng ta không thể tiêm một lúc mấy chục ống filler vô toàn bộ mặt. Thứ nhất là kinh phí rất là cao, thứ hai là nó không an toàn. Chúng ta cấy vài ống thôi, không thể cấy luôn. Như vậy trong phương pháp cấy mặt chúng ta thấy tạo hình được gương mặt, cái trán không đều, chúng ta thịt trán sẽ đều, hai phần thái dương chúng ta cấy, hai vùng má vùng lõm chính giữa này nữa. Đó, đây là trường hợp cấy mở mặt rất là hiệu quả. Gương mặt này cũng vậy, cái vùng này hơi lõm, hai cái má hơi hốc và cái cằm hơi tù, hơi vuông, và chúng ta tạo một cái xếp mặt rất là dễ thương. Đó. Cái ưu điểm của cấy mở mặt bằng mỡ tự thân là thứ nhất là chúng ta lấy bằng mỡ của chính cơ thể mình, chúng ta không sợ vấn đề là đào thải, không sợ các biến chứng. Và đặc biệt là chính cái mỡ này có tế bào gốc làm gương mặt mình, làm mỡ mình sẽ sống lâu hơn từ 7 đến 10 năm. Nếu có mỡ có tiêu đi nó vẫn còn từ 3 đến 10%. Ngoài cái chuyện chúng ta tạo một gương mặt rất là trẻ thì gương mặt cái da mình sẽ bị bằng hồng hào rất là nhiều. Baby face bằng tế bào gốc mỡ tự thân thì chúng ta cũng chỉ biết một số trường hợp như bàn tay chúng ta chẳng hạn. Thấy bằng tay thì người ta nó khô, nó khắc khổ lắm. Chúng ta cấy mở bằng tay cũng rất là hiệu quả. Đó. Hoặc là chúng ta cấy mở ngực bằng mở tự thân cũng được. Phương pháp cấy mở mặt baby face hiện nay là một trong những cái kỹ thuật mà rất nhiều khách hàng quan tâm. Kỹ thuật này chúng tôi được chuyển giao trực tiếp từ bệnh viện thẩm mỹ Chepview tại Hàn Quốc. Và chúng tôi đã thực hiện trong thời gian qua rất thành công. Click vào link bên dưới video để xem thêm thông tin chi tiết và để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn từ Trade Art View.